Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 Global Success. Và hôm nay chúng ta tiếp tục giải cái đề thi, tiếp tục cái phần 3 của những cái câu còn đang dang dở đây. Chúng ta đã có phần 1, phần 2 trong những cái video clip trước theo rồi. Và hôm nay chúng ta qua phần 3 với câu 33 trở đi, phần viết nha, writing. Câu 33, bài này chúng ta phải làm sao? Chúng ta đọc cái đề nè. Put the word là đặt những cái từ in the correct order là theo thứ tự đúng, to make correct sentences để tạo ra cái câu đúng. Ok, vậy cái câu này các bạn cần phải xác định cái nào là chủ ngữ trong câu. Chủ ngữ trong câu của chúng ta ở đây là Ming and his friends. Ming and his friend là chủ ngữ trong câu. Ming và bạn của anh ấy. Sau khi xác định được chủ ngữ rồi thì chúng ta tới xác định cái phần động từ. Động từ ở đây là to be đứng trước, a và playing là động từ thêm ing nè, thì hiện tại tiếp diễn, playing badminton. Câu này dịch là gì? Minh và bạn bè của nó đang chơi cầu lông. Sang câu 34 là con mèo thì không có ở trên cái bàn. Con mèo không ở trên bàn thì các bạn lưu ý cái câu này, con mèo không ở trên bàn. Con mèo là chủ ngữ trong câu, là the cat ở trong là chủ ngữ này, xong tới to be là y này, con not thì sẽ đứng sau to be này, giới từ on này và the table, con mèo không ở trên bàn. Câu số 35, chủ ngữ trong câu 35 các bạn để ý đó là gì? Đó là his brother. His brother viết hoa đứng đầu câu, đóng vai trò chủ trong câu đây. His brother, động từ của chúng ta là go fishing để đi câu cá, nhưng trong câu này nó có trạng từ chỉ tần suất là on way, chúng ta để thế này, on way. Đấy, cái động từ là goes fishing nha, go fishing, và cái thời gian sẽ để sau cùng là on Sunday. Câu này có nghĩa là anh trai của anh ấy luôn luôn đi câu cá vào các ngày chủ nhật. Rồi sang câu 36 của chúng ta. Câu 36 của chúng ta đó là câu hỏi. Câu hỏi và có cái to be A đứng đầu câu, bởi vì A viết hoa này. Đây là câu hỏi. Các bạn để A đầu câu. Chủ ngữ đây là you. Are you a student? Câu này nghĩa là bạn là một học sinh phải không đó. Bạn là học sinh phải không? Rồi sang câu 37 là viết một đoạn văn nói về ngôi nhà của bạn. Sử dụng những câu hỏi dưới đây để giúp bạn viết khoảng 40-50 từ. Where do you live? Bạn sống ở đâu? How many rooms are there in your house? What are they? Nhà bạn có những căn có bao nhiêu phòng và chúng là phòng nào? What are they in your living room or bedroom? Có những cái gì trong phòng khách của bạn, trong phòng ngủ của bạn? Do you love your house? Why? Bạn có thích nhà của bạn không và tại sao? Vậy bây giờ chúng ta có thể viết một đoạn ngắn ngắn như thế này. I live in a house in Pleiku City. Right. It's a big house. There are six rooms. Okay, có 6 phòng này. They are, đó là they are living room. Có 6 phòng. They are living room. Một phòng khách, a kitchen, một phòng bếp, a bathroom, 1, 2, 3 and 3 bedroom. Ok. Rồi, there is a sofa and a coffee table in the living room. There is a television opposite the sofa. Right. There is a bed, a desk, two chairs, and two chairs and a bookcase, bookshelf in my bedroom. I love my house because, mình viết ngắn gọn thôi. I love my house because it's cozy, it's beautiful and cozy. Rồi, ok, chúng ta có thể viết như thế này nhé. Và cái đề của chúng ta tạm dừng tại đây.